với chủ đề ứng dụng công nghệ thực chiến để tăng cường nội lực và tạo thế bứt phá cho doanh nghiệp Việt Nam. Diễn đàn quốc tế về kinh doanh sáng tạo IIPF 2024 thu hút sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng hơn 300 khách tham dự là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế cùng các cơ quan thông tấn báo chí. Chủ đề năm nay cho thấy tính bức thiết của việc tăng cường đầu tư và triển khai ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, phản ánh rất đúng xu thế, trong đó khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một trong những yếu tố tiên quyết quyết định tốc độ và chất lượng phát triển của các nền kinh tế. Bộ Khoa học Công nghệ mong muốn tiếp tục được phối hợp với Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao. Một là đề nghị Hội tăng cường hơn nữa việc kết nối, thúc đẩy chuyển giao công nghệ từ các nhà cung cấp công nghệ tiên tiến trên thế giới, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, đẩy mạnh việc đổi mới kinh doanh thông qua việc chia sẻ các trường hợp thành công và giải pháp sáng tạo, hiệu quả, phát triển sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hai là Hội phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng phát triển mạng lưới kết nối giúp doanh nghiệp và cá nhân tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác quốc tế, mở rộng mạng lưới kinh doanh, tạo cơ hội phát triển mới, tiếp cận các thành tựu xu hướng công nghệ mới, qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tích cực ứng dụng công nghệ, cải tiến công nghệ, thậm chí mạnh dạn đầu tư để đổi mới công nghệ theo hướng sản xuất xanh. Ba là Bộ Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được các ý kiến góp ý tích cực từ Hội đối với việc xây dựng chính sách pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là lĩnh vực đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp. Ngay trong buổi sáng đã diễn ra các phiên báo cáo chuyên đề và thảo luận về tương lai của doanh nghiệp Việt Nam dưới tác động của các xu hướng công nghệ lớn, do ông Shashi Jagadishwaran, Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam trình bày, mang đến những góc nhìn về kỷ nguyên của sự bùng nổ các công nghệ mới. Các doanh nghiệp cần hiểu về công nghệ AR và VR, điện toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo, robot tương tác xã hội, vệ tinh quỹ đạo, công nghệ nano, v.v. Ông Bùi Văn Trịnh, Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam chia sẻ về những thách thức và giải pháp của doanh nghiệp trong việc lựa chọn công nghệ bền vững cho tiến trình chuyển đổi kép. Điểm mạnh và điểm yếu của Việt Nam khi mà thực hiện 5 cái yếu tố đó để ứng dụng chuyển đổi số, xanh hóa, số hóa, tất cả những cái đó có 3 cái ý. Đó là đầu tiên là có đưa ra rất là nhiều quyết định nhưng mà không có thực hiện. Cái thứ hai là không rõ mình sẽ làm cái gì. Và cái thứ ba nữa là quyết định làm nhiều cái nhưng mà không có một cái nào thực hiện thực sự là cái thế mạnh và cái gọi là cái tạo ra cái uy tín của cái thương hiệu. Là ba cái phần kết luận mà chúng tôi rút ra được từ cái khảo sát. Thông qua ba cái kết luận này khuyến nghị đến cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta cân nhắc trong cái hành trình là chuyển đổi, để các anh chị thu lại cái giá trị mà anh chị bỏ ra trong hoạt động chuyển đổi số. Mình phải có một chiến lược số rõ ràng. Bây giờ gọi là chiến lược kinh doanh và chiến lược số, hai cái đó gần như là nó hòa hợp vào nhau. Quan trọng mấu chốt thứ hai đó là mình phải làm sao đưa được cái văn hóa đổi mới sáng tạo vào trong tập thể người lao động của doanh nghiệp của mình. Cái bài học rút ra từ cái khảo sát thứ ba đó là cho một số giữa câu chuyện rằng là trực tuyến và trực tiếp, chúng ta cần phải quan tâm đến trải nghiệm của khách hàng của chúng ta cả trên kênh trực tuyến và trực tiếp, đảm bảo rằng là trải nghiệm của khách hàng của chúng ta trên trực tuyến và trực tiếp đồng nhất như nhau. Sau phần báo cáo chuyên đề, các diễn giả cùng nhau ngồi lại tham gia phiên thảo luận đầu tiên. Trong nội dung tương lai của doanh nghiệp Việt Nam dưới tác động của các xu hướng công nghệ lớn, họ có những điểm đồng thuận và đưa ra những góc nhìn riêng biệt. Cái điều tôi tâm đắc nhất là cái tính khả thi của việc chúng ta có hay không một cái giải pháp công nghệ, giải pháp kép, chuyển đổi kép cho doanh nghiệp. Chuyển đổi số là cần, chúng ta biết là chuyển đổi xanh là cần. Và nếu như chúng ta đầu tư cho rừng từng cái công nghệ thì đó là một sự tốn kém. Bốn diễn giả đã bổ sung cho nhau để cuối cùng chúng ta có được một cái công thức ở đâu đấy. Hãy bắt đầu từ thị trường, từ khách hàng, họ đang cần gì, họ đang mong gì, họ đang có những yêu cầu, những áp lực gì, đang quan tâm điều gì. Từ trên cơ sở đó chúng ta xác lập một cái chiến lược kinh doanh, một cái chiến lược doanh nghiệp. Trên cái hành trình đó
chúng ta cần cái gì mà cho nó bền vững, chúng ta cần cái gì để xanh, chúng ta cần gì để đáp ứng những tiêu chí về mặt môi trường, xã hội hay là về mặt quản trị, ESG, sử dụng những điều đó và chúng ta xoáy sâu vào và phân kỳ ra. Đừng làm hết tất cả mọi cái cùng một lúc và hãy ưu tiên cho những cái gì có thể làm dễ, tạo tác động nhiều, đầu tư ít và thấy kết quả ngay. Trên cơ sở đó chúng ta có khách hàng, bán được hàng nhiều hơn và chúng ta có tiêu tiền nhiều hơn thì chúng ta sẽ quay ngược lại và chúng ta đầu tư tiếp cho cái hệ thống của mình. Trong báo cáo chuyên đề thứ hai, bàn về các lĩnh vực kinh doanh sáng tạo từ thực trạng biến đổi khí hậu hiện nay, ông Eliso Bakas, Tổng Giám đốc Tetra Pak, Phó Chủ tịch RO Việt Nam chia sẻ về việc sản xuất bao bì đòi hỏi năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, nên tạo ra một lượng đáng kể khí nhà kính gây ra biến đổi khí hậu, bao bì chiếm tỷ lệ lớn nhất trong rác thải nhựa. Nhấn mạnh rằng, Liên minh RO Việt Nam với tham vọng đến năm 2030, toàn bộ vật liệu đóng gói mà các thành viên đưa ra thị trường đều có khả năng được thu gom để tái chế. Trọng tâm của chúng tôi là xây dựng và phát triển hoạt động thu gom bao bì. Với sự hợp tác của chính quyền địa phương và các bên liên quan, chúng tôi tập trung vào việc khuyến khích ngành tái chế tăng cường thu gom thông qua các khu vực chính thức và không chính thức. Bên cạnh việc giáo dục và nhận thức để thay đổi hành vi bằng cách thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn đối với bao bì, Tetra Pak chúng tôi luôn khám phá các vật liệu đóng gói thay thế có tác động thấp, thân thiện với môi trường, nguồn cung ứng vật liệu có trách nhiệm, truy xuất nguồn gốc và minh bạch. Tham vọng của chúng tôi là đạt được lượng phát thải ròng bằng không trong các hoạt động của mình vào năm 2030. Phần thảo luận với sự tham gia chia sẻ của những đơn vị có những hoạt động thực chiến là Mimosa Tech với những giải pháp để tiết kiệm nước trong trồng trọt. Tiến sĩ Dương Văn Ni với loại nguyên liệu là cây cỏ năm tượng làm giảm độ hạn mặn và có thể giảm được biến đổi khí hậu, giúp nông dân đồng bằng sông Cửu Long có thêm phương tiện mưu sinh qua việc sản xuất nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Cùng với đó là những chia sẻ từ Suntory PepsiCo Việt Nam và Duy Tân Recycling đã đem đến những góc nhìn mới về kinh doanh sáng tạo trong bối cảnh hiện nay. Đây là phiên mà các doanh nghiệp họ hành động. Ví dụ như Tetra Pak, họ là cái công ty lớn trên toàn cầu. Ví dụ như Duy Tân Recycling, họ cũng là cái câu chuyện mà đầu tư mạnh mẽ cho cái tái chế. Đó là câu chuyện của Suntory PepsiCo, họ cam kết bền vững và họ đi theo các cái mục tiêu đó, kèm với đó là cái câu chuyện giáo dục. Mimosa Tech chẳng hạn, một cái doanh nghiệp Việt Nam và họ sử dụng cái công nghệ tưới tiêu rất là thông minh và họ sử dụng cái đó để mà làm gì? Để mà sử dụng cái nguồn lực, nguồn nước một cách hiệu quả nhất. Thì tiến sĩ Dương Văn Ni đã mang lại một cái câu chuyện rất là hay về sinh kế của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Từ những thứ tưởng như vứt đi, từ những người mà tưởng như là không còn lao động được nữa, già cả và trẻ em, thế mà biến cây cỏ năng tượng trở thành một cái câu chuyện của sinh kế. Nó là một sản phẩm phụ đấy, nhưng mà để thuyết phục thì câu chuyện tâm đắc nhất đó là cam kết và theo đuổi đến cùng.